Cái bài đầu tiên ấy của kinh pháp cú là nói là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạng. Nếu với ý ô nhiễm nói nên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Cái này các Phật tử có hiểu không? Thì khi mà tất cả các cái hành động của mình nó đều được dẫn đầu bởi ý thức. Ví dụ như là hôm nay mình đi chùa, đi tu tập thế này là do cái ý thức của mình nó khởi lên. Nó khởi lên cái ý nghĩ là mình sẽ đi tu tập. Vậy thì cái ý nó sẽ dẫn dắt mình đi đến đây để tu tập. Đấy là ý. Thì cái ý nó dẫn mình đi tu tập là ý ô nhiễm hay ý thanh tịnh? Đây là ý thanh tịnh, không phải ý ô nhiễm nhé. Còn ý ô cái ý nó dẫn đầu những cái pháp. Ví dụ như là khi mà mình khởi lên một cái tâm tham, rồi là mình cái ý nó khởi lên cái tâm tham ấy, xong là nó mới dẫn dắt mình phải đi sát sinh này, đi giết hại mạng sống của sinh vật khác để mình có cái thực phẩm này, thức ăn này. Cái ý đấy nó khởi lên cái tham đấy, nó cứ dẫn mình đi lấy trộm cắp này. Cái ý tham đấy nó dẫn mình đi tà dâm này, nói dối này, uống rượu này, các cái chất say. Đấy thì những cái người ta làm những cái việc ác cũng là do những cái ý ô nhiễm. Tức là tham là ô nhiễm, sân là ô nhiễm, si là ô nhiễm. Vậy thì với một cái người mà để cho cái ý nó ô nhiễm thì khi mà mình thì cái ý ô nhiễm đấy nó sẽ dẫn dắt đi làm những cái ác nghiệp. Và với cái dẫn dắt đi làm ác nghiệp đấy thì mình sẽ phải chịu cái quả báo khổ đau lâu dài. Ví dụ như là sau này khi mình chết rồi mà mình mới chết với cái tâm ô nhiễm, tức là cái tâm mà tràn ngập những cái tham sân si, thì sẽ phải đọa xuống những cái cõi khổ như địa ngục, là quỷ súc sinh. Thế bây giờ thấy những cái con vật như là trâu bò nượng gà thì cái tâm ý của nó rất là xấu. Tức là nó chỉ có mỗi cái tâm tham với sân. Khi mà nó cứ sống với nhau thì nó chỉ có cái chữ là tham ăn, rồi là đánh nhau. Nó không có một cái tâm tốt đẹp nào cả. Đấy là cái ý ô nhiễm của nó đã tạo trong quá khứ, khiến cho nó phải chịu cái quả báo khổ đau ở hiện tại này. Và cũng là cái ý này, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạm. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Thì cái ý như thế nào thì được gọi là cái ý nó thanh tịnh. Thì cái tâm nào, khi nào mà cái ý của mình nó vô tham thì đó là thanh tịnh. Tức là mình không có khởi lên cái tâm tham. Mình biết là tham là ô nhiễm, tham cần phải diệt trừ. Thì nhờ có cái sự hiểu như vậy thì nó là cái ý vô tham. Thì nó sẽ thanh tịnh, thì cái tâm nó không hết tham đi là nó thanh tịnh. Khi nào trong tâm mình khởi lên một cái sân hận, hiềm hận, bực bội nào đấy, mình biết cái sân hận này là ô nhiễm, sân hận này là xấu xa, bất thiện, sân hận cần phải được diệt trừ. Thì lúc đấy thì nó, cái tâm nó sẽ ni sân. Khi nào mà cái tâm của mình nó trở nên si mê, mê muội, không có biết sự thật, không biết phân biệt đúng sai, nó có rất là nhiều những cái điều mà nó không hiểu biết, hoặc nó đã hiểu biết sai sự thật. Thì đó là những cái tâm ô nhiễm, là cái tâm ngu si. Thì những cái tâm đấy mình cần phải diệt trừ. Thì với một cái tâm thanh tịnh, hay là với cái tâm thanh tịnh thì nó sẽ hướng đến những cái hành động thiện lành. Nhưng với cái tâm thanh tịnh thì nó sẽ ngăn ngừa mình không làm những việc ác. Khi mà nó khởi lên cái tâm muốn làm việc ác thì có cái tâm thanh tịnh nó chế ngự lại, nó không cho khởi lên. Và khi mà cái tâm bất thiện nó khởi lên, nó muốn làm những việc như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì cái tâm thanh tịnh nó sẽ chế ngự, nó không cho mình làm việc đấy. Thì cái tâm chế ngự, cái tâm thanh tịnh nó sẽ chế ngự mình là không được sát sinh. Sát sinh là tội lỗi cho nên không được sát sinh. Vậy thì cái tâm có cái sự hiểu biết là tâm thanh tịnh, hiểu biết rằng sát sinh là tội lỗi, hiểu biết rằng trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu đó là những hành động tội lỗi cần phải tránh xa. Thì một cái tâm mà có sự hiểu biết như vậy thì đó là tâm thanh tịnh. Vì cái tâm thanh tịnh đấy nó sẽ làm cho mình tránh, biết tránh né những cái việc ác, biết phân biệt đâu là thiện, đâu là ác, nó biết tránh né những cái việc đó và nó biết làm những cái việc thiện. Nó biết là
đi tu tập là việc thiện đáng phải đi, để tạo được những phước lành, tạo được những cái công đức có cái lợi ích cho đời sau. Thì đấy là cái tâm thanh tịnh, vì cái tâm hay là cái tâm biết là thành kính, kính lễ Phật, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, và mình học đạo, tu tâm. Thì đấy là những cái tâm thanh tịnh. Thì những cái tâm thanh tịnh đấy nó sẽ dẫn dắt mình, tức là nó sẽ hướng mình là phải tích cực làm những cái việc thiện nhiều hơn nữa, từ bỏ những cái việc ác nhiều hơn nữa, để tránh những cái nỗi lầm ở nơi thân, ở nơi khẩu và ở cái nơi tâm. Thì đấy là cái tâm thanh tịnh, vô tham, vô sân, vô si. Như vậy khi mà một cái lời nói hay một cái hành động nào được sinh ra từ cái tâm thanh tịnh đấy, sẽ làm những cái hành động thiện này. Tức là với cái tâm của mình thanh tịnh như vậy thì mình sẽ biết lễ Phật, biết tụng kinh, biết tu tập, biết giữ giới, biết hành thiện, biết làm những cái việc phước thiện, bố thí, cung kính, cúng dường. Thì đấy là những cái tâm nó thanh tịnh, nó sẽ dẫn dắt mình luôn luôn biết làm những cái việc thiện, những cái việc thanh tịnh. Thì những cái đấy, những cái việc đấy để lại công đức, để lại phước lành. Thì những cái hành động và lời nói được sinh ra từ cái tâm thanh tịnh sẽ là gieo mình, đấy là mình sẽ gieo được những cái thiện nghiệp và mình sẽ hưởng những cái phước báo ở đời sau. Thì trong tâm mình là vậy. Thì bây giờ thử nhìn vào trong tâm của mình, nó ô nhiễm hay nó thanh tịnh? Thường bây giờ trong tâm của mình thì nó ô nhiễm nhiều hay nó thanh tịnh nhiều? Thanh tịnh. Ô nhiễm nó cũng có nha, mà thanh tịnh nó cũng có. Nhưng mà nó chỉ khác nhau cái này. Ở một cái người biết tu tập, loại trừ cái ô nhiễm đấy đi, thì cái tâm nó sẽ thanh tịnh lên. Còn nếu như một cái người mà không tu tập thì mình sẽ để cho cái tâm đó nó ô nhiễm. Thì cái thường thường hàng ngày ấy, nếu như mà mình không vệ sinh cái thân thể này, thì cái thân thể này nó sẽ ô nhiễm, cái thân thể này nó sẽ bị dơ bẩn. Vì vậy cho nên hàng ngày mình luôn luôn phải vệ sinh cái thân này, như đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, rồi là giặt giũ quần áo, cho đến những cái nhà cửa của mình vậy, luôn luôn phải có cái sự vệ sinh. Những cái người nào mà lười vệ sinh thì trông sẽ khác này. Nếu mà cái người nào mà lười, mình không có chịu vệ sinh thân thể, nhà cửa, thì cái người đấy sẽ trông nhem nhuốc bẩn thỉu, nhà cửa cũng sẽ nhem nhuốc bẩn thỉu và hôi tanh bất tịnh. Thế thì cũng tương tự như thế, nội tâm là cái người ta không nhìn thấy. Chính vì cái nội tâm là cái mà người ta không nhìn thấy, cho nên người ta bỏ qua, người ta ít khi vệ sinh cái tâm của mình. Có những cái tâm của mình nó ô nhiễm do những cái tập khí hàng ngày, một cái tâm tham nó khởi lên mà mình không có diệt trừ nó, và nó cứ duy trì ở trong tâm và cứ duy trì liên tục lâu ngày. Nó cũng giống như là cái bụi bặm ấy, khi mà nó bám vào trong cái đồ vật của mình thì mỗi ngày nó chỉ bám một tí, nhưng mà lâu ngày thì nó sẽ đọng lại và nó sẽ kết tụ lại thành rất là nhiều những cái bụi bặm. Cũng như vậy cái tâm của mình vậy, mỗi một thỉnh thoảng nó khởi lên một chút tham, nó khởi lên một chút sân, nó trở nên một chút si, nhưng mình không gột rửa nó, mình không tẩy trừ nó, thì cái tham sân si đấy bắt đầu nó sẽ được kết tụ lại và dần dần nó sẽ bám sâu dày vào trong tâm này. Vì vậy và cái nội tâm của mình sẽ càng ngày sẽ càng trở nên ô nhiễm hơn. Mà vậy thì cái người nào mà biết tu tập về nội tâm thì cái người đấy sẽ làm cho cái tâm này thanh tịnh. Thì cái người tu tập về nội tâm là phải tu tập như là khi mà mình tụng kinh, nghe pháp, hành thiền, đấy là mình đang tu tập về nội tâm này. Khi mà mình tụng kinh thì trong những cái lời dạy ở trong kinh sẽ khiến cho mình khởi lên những cái tâm thành kính, khởi lên cái tâm hoan hỷ, khởi lên cái trí tuệ, biết được là những cái gì nên làm và những cái gì nên tránh, những cái gì mà mình nên hướng tâm đến và những cái gì mình không nên hướng tâm đến. Ví dụ như mình hướng tâm đến Đức Phật, mình tưởng nhớ đến danh, đến Đức Phật, đến đức hạnh và trí tuệ của Phật, thì cái lúc đấy trong tâm mình nó có tâm thành kính, cái tâm hoan hỷ, thì cái tâm cung kính đấy nó sẽ đối trị lại với cái tâm bất kính, với cái tâm ngã mạn,
với đấy cái tâm bất kính ngã mạn là cậu uế. Khi mà mình cung kính đảnh lễ Phật như vậy, trong tâm của mình nó không có tham, không có sân, không có si, thì nó cũng đối trị lại với tâm tham sân si. Thì cái người nào mà mình chỉ cần có một cái tâm thành kính, mình đến chùa lễ Phật nghe pháp cung kinh hành thiền, thì một thời gian sau cái người đấy nó sẽ những cái cấu uế ở trong tâm nó cũng dần dần nó giảm bớt đi. Thế giảm bớt đi do cái sự tu tập như vậy. Vậy thì mà hàng ngày mình siêng năng thọ trì giới, tức là giữ giới, tụng kinh, nghe pháp và tu tập về tâm này, để cho cái tâm nó thanh tịnh đi. Còn nếu mà một cái người không thanh tịnh thì bây giờ mình gặp những cái người khác, mình tiếp xúc với một cái người khác, mình có biết được người này có tâm thanh tịnh, người này có tâm ô nhiễm không? Với cái con mắt mình nhìn con người thì mình không thể biết được à, đây người này là có tâm thanh tịnh, người này tâm ô nhiễm. Nhưng mà nếu như cái người ta mà ô nhiễm ở trên ví dụ người ta không vệ sinh thân thể thì mình gặp là mình sẽ biết này, nhìn bằng con mắt mình sẽ thấy. Nhưng mà người ta không vệ sinh ở trong tâm, mình gặp mình biết không? Nó sẽ phát ra cái lời nói và hành động. Cái lời nói cái tâm ô nhiễm thì cái lời nói ô nhiễm và cái hành động ô nhiễm. Cái tâm thanh tịnh thì cái lời nói thanh tịnh và hành động thanh tịnh. Cái tâm ô nhiễm thì người ta nói cái gì? Cái tâm ô nhiễm người ta sẽ nói những cái điều tục bậy. Những cái người nào mà trong tâm người ta nghĩ những cái, trong tâm người ta chứa nhiều những cái điều thô tục, người ta nói những lời thô tục. Ví dụ trong tâm của cái người nào mà chất chứa nhiều cái lòng tham thì người ta chỉ ca ngợi cái sự hưởng thụ các cái dục lạc ở thế gian. Người ta tham đắm về tiền bạc, người ta chỉ nói chuyện về tiền bạc. Người ta tham đắm về danh lợi, người ta chỉ nói chuyện về danh lợi. Người ta tham đắm chức quyền, người ta nói chuyện chức quyền. Người ta tham đắm về hưởng thụ rượu chè cờ bạc thì người ta chỉ nói cái chuyện rượu chè cờ bạc. Vậy thì đấy là cái tâm ô nhiễm, cho nên là cái lời nói ô nhiễm. Vậy cái tâm ô nhiễm sẽ có hành động ô nhiễm. Hành động ô nhiễm là nào? À, cái tâm của cái người đấy ô nhiễm là cái người đấy sẽ thích làm những cái việc xấu, như là thích đi sát sinh, thích đi ăn trộm, ăn cướp, thích đi gây sự, thích đánh nhau, chửi nhau, thích đi chơi bời, phóng túng, tà dâm, nói dối, rượu chè, cờ bạc. Đấy cũng là những cái hành động đấy nó cũng sinh ra từ cái tâm ô nhiễm. Từ cái tâm mà người ta không có chịu tu tập, không tẩy trừ cái tâm ô nhiễm đấy. Vậy thì nó chỉ khác thôi. Còn cái tâm ô nhiễm đến đâu thì nhưng mà khi tẩy trừ nó vẫn thanh tịnh ra được. Bởi vì ở trên đời không có ai là hoàn toàn thanh tịnh, không có ai là hoàn toàn ô nhiễm. Thì chỉ có cái người nào mà siêng năng mình siêng năng tu tập cái tâm, làm cho cái tâm ô nhiễm nó trở thành thanh tịnh. Cái tâm nó thanh tịnh rồi thì làm cho nó thanh tịnh hơn nữa, làm cho nó trở nên thanh tịnh tuyệt đối. Còn cái tâm ô nhiễm thì giảm bớt cái sự ô nhiễm đi. Thì cái sự tu tập là như vậy. Cho nên là tu tập về tâm, làm cho cái tâm của mình nó được thanh tịnh, thì phải tu tập như thế nào thì được thanh tịnh. Thì cái sự tu tập thứ nhất ý, mình làm cho nó thanh tịnh, đó là mình có cái có cái sự là giữ giới sẽ làm cho tâm thanh tịnh. Ví dụ như là mình giữ năm giới đấy, không sát sinh, không trộm cắp, tà dâm, nói dối, không uống rượu, thì mình sẽ có những cái khi mà trong tâm của mình có cái sự thọ trì, tức là mình có cái sự giữ gìn, kiêng tránh những cái tội lỗi đấy, thì tâm của mình nó đã giảm bớt đi được những cái nỗi lầm đấy là ô nhiễm. Khi mà một cái người mà mình có cái sự thành kính thì cái tâm của mình nó sẽ thanh tịnh. Ví dụ mình tôn thờ Đức Phật và mình hay cung kính đảnh lễ Đức Phật, mình tụng kinh, mình tôn kính đối với giáo pháp, mình tôn kính đối với chư tăng, thì cái đấy nó đều làm cho cái tâm của mình nó trở nên thanh tịnh. Và có rất là nhiều những cái phước này. Ví dụ như là một cái người làm cái hành động như là khi mà mình bố thí thì nó sẽ diệt trừ được cái ô nhiễm, đó là lòng san tham. Mình có cái tâm san tham thì mình phải bố thí để diệt trừ cái san tham, thì đấy là làm cho tâm được thanh tịnh. Khi mà một cái người mà có cái tâm sân hận ấy, thì mình phải có cái từ tâm mình khởi lên thì mình sẽ diệt trừ được cái tâm sân hận. Ví dụ như là mình thường xuyên là mong muốn cho mọi người được an vui,
thoát khỏi những khổ đau và thoát khỏi những cái nguy hiểm ở trên đời. Thì cái người mà có cái tác ý như vậy thì những cái sân hận nó sẽ giảm bớt đi, và cái tâm, cái từ tâm nó sẽ lớn lên. Thì cái từ tâm đấy được gọi là cái tâm thanh tịnh. Khi mà mình có cái tâm tham nhiều thì mình phải quán về cái sự chết, về cái sự bất tịnh, để đoạn trừ những cái tham đắm đi. Thì cái điều đó cũng là làm cho cái tâm tham nó giảm bớt đi. Hay là hàng ngày cái người nào mà biết niệm mà tưởng niệm đến Đức Phật thì sẽ làm cho cái tâm của mình nó cũng rất là thanh tịnh. Ví dụ như là khi mà mình niệm Phật nhưng mình luôn luôn tưởng nhớ đến các ân đức của Phật. Đức Phật là một bậc đã đoạn trừ hết tham sân si, là một bậc xứng đáng được cung kính cúng dường, là một bậc đã giác ngộ chân lý, là một cái là bậc thầy của trời người. Thì mình luôn luôn tưởng nhớ đến ân đức Phật như vậy thì tâm của mình nó cũng sẽ thanh tịnh lên và nó sẽ không có ô nhiễm nữa. Hay là khi mà mình học được những cái câu pháp, một cái bài kinh hay là một cái câu kinh, ví dụ như mình học thuộc lòng một cái câu kinh pháp cú, và lúc nào trong tâm mình cũng thầm tưởng niệm cái câu kinh đấy, lúc nào cũng ghi nhớ cái câu kinh đấy ở trong tâm mình, thì cái lúc đấy càng những cái lúc như vậy là cái lúc chánh niệm nó khởi lên. Và một cái người có chánh niệm như vậy thì cái tâm của mình nó sẽ trở nên thanh tịnh, và lúc đấy mình sẽ những cái tâm ô nhiễm nó sẽ dần dần nó giảm bớt đi. Thì cái người mà học giáo pháp thì sẽ làm cho cái tâm nó thanh tịnh dần dần. Vậy thì trong cái lúc mình tụng kinh thì cái tâm nó sẽ không nghĩ sang những cái điều ô nhiễm, mà nó sẽ nghĩ về những cái ý nghĩa của cái kinh này, thì tâm nó sẽ thanh tịnh. Nhưng mà khi mà mình không tụng kinh nữa, mình trở về những cái hoạt động hàng ngày, nếu như một cái người nào biết giữ cái tâm, biết giữ cái chánh niệm trong cái hoạt động hàng ngày thì là cái tâm của mình nó vẫn có thể thanh tịnh được. Còn nếu như mình mà không giữ được chánh niệm trong những cái hoạt động hàng ngày thì cái tâm của mình nó sẽ trở nên ô nhiễm. Ví dụ như là khi bây giờ mình trở về nhà, mình phải tiếp xúc với những cái người sân hận, người ta nói những cái lời nói thô lỗ rồi là mình hàng ngày mình dễ khởi lên những cái tham sân si, thì đấy là những cái tâm nó sẽ trở nên ô nhiễm trở lại. Nên vì vậy nên là vậy thì một cái người phải giữ được cái tâm chánh niệm ngay cả ở trong một cái môi trường mà nó không thuận, nó không thanh tịnh, một cái môi trường nó ô nhiễm thì tâm mình nó cũng ô nhiễm, mà cái môi trường nó thanh tịnh thì tâm mình nó thanh tịnh. Vậy thì những cái môi trường nào mà nó quá là ô nhiễm mình phải biết cách tránh. Ví dụ như là những cái người nào mà người ta quá là có cái tâm tính quá là ô nhiễm, người ta có lời nói hành động rất là bất thiện thô lỗ, nếu mình tiếp xúc thân cận với những người đấy thì một thời gian sau thì mình cũng sẽ có cái tính cách y như vậy. Vậy những người đấy mình cần phải tránh, tức là tránh xa những người thô lỗ, cái những người bất thiện, tránh xa những cái môi trường, những cái hội chúng nào giống như người ta rủ đi mình đi chơi cờ bạc rượu chè. Nhưng mà mình biết rằng đến những cái chỗ đấy mình sẽ trở thành cái người sẽ nhiễm những cái tập khí không tốt, thì biết tránh những cái môi trường như vậy thì sẽ làm cho mình được thanh tịnh. Nhưng mà có những cái môi trường mình không tránh được thì mình phải giữ cái tâm nó được thanh tịnh. Giữ cái tâm nó được thanh tịnh đó là lúc nào trong tâm mình cũng phải ghi nhớ một cái pháp tu tập nào đấy. Ghi nhớ một cái pháp tu tập, ví dụ như là một cái người sơ cơ nhất, lúc nào mình cũng thập niệm ở trong tâm là con xin quy Phật, con quy Pháp, con quy Tăng, con thọ trì giới, không sát sinh, trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Lúc nào mình cũng duy trì, mình cũng tưởng niệm đến Tam Bảo, đến cái Pháp quy Tam Bảo và thọ trì năm giới, và luôn luôn tưởng niệm như thế, thầm thầm ở trong tâm. Thì là lúc đấy cái tâm của mình nó sẽ thanh tịnh và nó không ô nhiễm, nó không phiền não. Và khi mà một cái người tu tập cao hơn, mình biết tưởng niệm đến ân Đức Phật, thì đi đứng nằm ngồi mình luôn luôn ghi nhớ hình ảnh Đức Phật và tưởng nhớ đến cái ân Đức Phật với cái tâm thành kính. Mặc dù thân mình làm các công việc hàng ngày, khẩu mình vẫn tiếp xúc với mọi người, nhưng trong tâm mình vẫn tưởng nhớ đến ân Đức Phật, thì cái tâm nó sẽ được thanh tịnh. Hoặc là có những người khi mà mình có những cái việc thiện, như là mình đã từng bố thí, và lúc nào mình cũng nhớ đến cái hành động bố thí đấy với một cái tâm hoan hỷ, thì cái tâm sản thí đấy nó sẽ khởi lên và mình sẽ có được cái tâm thanh tịnh.
Nếu như một cái người biết tu tập cao hơn nữa, mình biết quán chiếu về về cái thân này, mình biết là cái thân này là tứ đại đất nước lửa gió, có sinh thì phải có già, phải có bệnh và phải có chết. Thì lúc nào mình cũng tưởng niệm là có sinh thì phải có tử, thì mình lúc nào mình cũng quán chiếu được cái sinh tử ở trên chính thân mình, biết là chắc chắn rồi ta sẽ phải chết, không ai tồn, không ai sống mãi được, mà cái thân này không thể sống mãi được, chắc chắn nó sẽ chết. Một cái người luôn luôn quán chiếu như vậy thì lúc đấy cái tâm của mình nó sẽ thức tỉnh ra, nó sẽ thức tỉnh ra một, đó là một cái sự thật không ai có thể tránh khỏi, đó là cái chết. Thì ai ở trên đời này có thân thì cũng phải có già, phải có bệnh và phải có chết. Nếu như mình thức tỉnh được như vậy thì mình sẽ không than đắm, không sân hận, không tạo những cái ác nghiệp. Và mình biết rằng là đi chết rồi thì sẽ phải sinh vào những cái cõi, nếu như ai làm việc ác sẽ phải đọa vào những cõi khổ đau, ai làm việc thiện thì được sinh với cái cõi an này. Thì một cái người mình có cái tư duy như vậy, gọi là cái chân chánh tư duy, cái tâm mà nó chánh tư duy như vậy thì cái tâm nó sẽ thanh tịnh. Còn nếu như mình có cái tâm tà tư duy thì nó sẽ trở nên ô nhiễm. Vậy cho nên là nó có 8 cái pháp làm cho tâm được thanh tịnh. Đó là mình có cái sự hiểu biết đúng, tức là mình có sự hiểu biết đúng về những cái hành động của mình. Đây là việc thiện, đây là cái việc ác. Cái hành động này để lại cái sự khổ đau, cái hành động bất thiện thì nó để lại khổ đau, hành động thiện thì nó để lại sự an vui. Một cái người mà có cái sự hiểu biết như vậy thì cái đấy là chánh kiến, nó sẽ làm cho cái tâm của mình nó được thanh tịnh. Mà mình suy tư, lúc nào mình cũng tư duy đúng thì sẽ làm cho tâm được thanh tịnh. Rồi từ những cái mình phải thay đổi, một cái người mà muốn thanh tịnh nữa thì mình phải thay đổi cả cái lời nói, cả cái suy nghĩ và cả những cái hành động. Ví dụ như là cái người đấy mình phải có một cái sự trang nghiêm ở nơi thân, trang nghiêm ở cái nơi lời nói và trang nghiêm ở nơi tâm. Lúc nào cũng có cái sự trang nghiêm chánh trực. Trang nghiêm đó là dứt khoát không làm những cái việc lỗi lầm. Và dù có ở trong cái hoàn cảnh nào mình cũng sẽ không làm. Mình nghiêm túc như vậy. Ví dụ như là mình đã là Phật tử, mình phải nghiêm túc là một cái người Phật tử, trang nghiêm, thành kính, tôn thờ Phật trên tất cả. Và không đi theo những cái tà pháp ngoại đạo. Mình đã giữ 5 giới là mình tuyệt đối không có phạm giới, dù có ai có ép buộc gì mình cũng nghiêm túc như vậy. Và mình trang nghiêm cả những cái hành động lời nói của mình, không có những cái sự như là đùa giỡn bỡn cợt, những cái không cần thiết. Ví dụ như khi mình đến chùa mình tu tập mình phải giữ được cái sự trang nghiêm, thì cái sự trang nghiêm chánh trực ấy nó sẽ làm cho cái tâm của mình được thanh tịnh. Còn nếu như một cái người mà biết tu tập tốt hơn nữa, như là biết hành thiền, ví dụ như là mình có thể nhắm mắt vào, mình chú tâm ở hơi thở, mình nhận biết hơi thở vào ra, thì giữ cái tâm hành thiền chánh niệm như vậy, mình có thể chú tâm 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng liền, thì cái sự mà mình chăm chú như vậy, chú tâm như vậy, biết tu tập như vậy, thì cái thân của mình sẽ phải ngồi trang nghiêm, mình không có cái thân này mình không có năng xăng. Khi mà cái thân của mình năng xăng, khi mà mình có những cái lời nói năng xăng, tức là mình hay đùa giỡn, là nó sẽ trở nên ô nhiễm. Nhưng mà thân trang nghiêm, cái thanh tịnh, cái lời nói thanh tịnh, chỉ nói những cái lời Phật pháp. Ví dụ như là những người Phật tử khi mà gặp nhau thì chỉ có 2 việc phải làm. Một là nói chuyện với nhau, chỉ nói về pháp, về Phật pháp, tức là đàm luận về pháp. Ví dụ như là mình có thể gặp nhau, mình có thể hỏi về cái hỏi nhau về cái sự tu tập có tiến bộ không, học được cái gì rồi, tu tập được cái gì, có thường xuyên đi tu tập không. Vậy là mình hỏi là trong kinh có những cái bài pháp như thế này giảng dạy những cái điều này, có những cái ai mà có cái sự hiểu biết hơn, mình có thể hỏi han những cái pháp đấy, mình chia sẻ những cái sự hiểu biết về Phật pháp với nhau. Thì một cái người chỉ nói chuyện về pháp, chỉ nói chuyện về cái sự tu tập như vậy, thì cái lời nói thanh tịnh ấy sẽ làm cho tâm được thanh tịnh. Những cái hành động ở thân trang nghiêm sẽ làm cho tâm thanh tịnh. Cái lời nói chân chính, không nói những cái lời nói tục thô tục ở thế gian ấy, thì cũng sẽ làm cho tâm được thanh tịnh. Tự tâm thanh tịnh cũng làm cho cái hành động và lời nói được thanh tịnh. Nhưng mà những cái hành động và lời nói thanh tịnh ngược lại nó cũng sẽ làm cho tâm được thanh tịnh. Vậy thì một cái người ngồi thiền thì rất là trang nghiêm, thân trang nghiêm và khẩu thì im lặng,
và cái tâm thì chăm chú ở trên, chăm chú nhận biết một đối tượng. Thế thì như thế thì sẽ làm cho cái sự thanh tịnh nó trở nên rất là mạnh. Và khi mình xả thiền ra rồi, cái tâm của mình nó vẫn định tĩnh và nó luôn luôn ghi nhớ những cái pháp mà mình đang tu tập đấy. Thì dù mình tu tập ở một cái trình độ nào, thấp hay là cao, là cái người sơ cơ hay là cái người đã tu tập lâu năm rồi, nhưng mà nếu như mình cứ chuyên tâm tu tập một cái pháp đấy mà mình thực hành cho nó miên mật, tức là cả những cái lúc mình đi chùa tu tập này, hay là cái lúc về nhà này, nhưng cái tâm của mình vẫn luôn luôn phải ghi nhớ những cái pháp mà mình đang tu tập đấy, hay là mình đang học tụng kinh này, thì mình phải cố gắng học cho nó thuộc những cái đoạn kinh nào quan trọng đấy, và lúc nào trong tâm mình cũng tưởng nhớ đến cái kinh đấy, thì những cái lời kinh đấy nó mới ngấm sâu vào trong tâm mình, nó mới chuyển hóa cái nội tâm của mình, nó mới đoạn trừ được những cái tâm tà kiến của mình, những cái tư duy tà kiến, mà mình sẽ tiếp thu cái chánh kiến và mình sẽ trau dồi cái chánh tư duy vào trong tâm mình. Vậy thì muốn cho tâm thanh tịnh thì mình thứ nhất là mình phải học pháp cho nhiều, như là cái kinh Pháp Cú này ha. Bây giờ đây là hôm nay là các sư là phát cho các Phật tử về học cho nó thuộc hết đi ha. Chịu khó học ấy, mỗi ngày học vài câu, 4 câu hoặc 8 câu. Ai mà học giỏi thì một ngày sẽ học được 20 câu. Học trung bình thì mỗi ngày sẽ học được 10 câu. Còn nếu người nào học kém thì mỗi ngày học 5 câu. Thì có học được không? Mà học dốt thì mỗi ngày sẽ được 2 câu. Mỗi ngày cũng phải được 2 câu. Thì phải cố gắng học cái kinh Pháp Cú này sẽ làm cho cái tâm của mình nó được thanh tịnh và trí tuệ nó sẽ khai mở, và lúc nào trong tâm mình cũng cứ nhẩm những cái bài kinh này thì nó sẽ không nghĩ đến những cái điều xấu nữa. Và những cái bài kinh này chỉ dạy những cái điều này thôi, không dạy những cái điều xấu. Thế thì mình có học những cái pháp này thì những cái pháp này nó mới ngấm vào tâm mình, nó trở thành trí tuệ của mình, nó trở thành chánh kiến của mình, nó trở thành cái chánh tư duy của mình. Và sau này nó mới làm cho cái tâm của mình trở nên thanh tịnh hơn. Thế thì cứ học từng câu một vậy, hết câu thứ nhất thì đến câu thứ hai, câu thứ ba, cứ bốn. Cứ mỗi ngày học 2 câu hoặc 4 câu hoặc 6 câu, 8 câu, 10 câu, tùy theo nhé, tùy theo. Mỗi ngày học một chút chút như vậy thì dần dần mình sẽ thuộc hết cả cái quyển kinh Pháp Cú này. Thì lúc đấy mình sẽ trở thành cái người rất là giỏi. Đấy là tâm thanh tịnh rồi nha. Đến câu thứ ba này: nó đánh tôi, mắng tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiểm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó đánh tôi, mắng tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiểm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Cái hai cái câu này nó, hai cái câu kinh Pháp Cú này ở cái phẩm song yếu luôn luôn trái ngược nhau. Một cái câu là nói những cái nguyên nhân của hận thù nó sinh ra và những cái nguyên nhân nào mà mình chấm dứt được hận thù. Ví dụ như là khi mà mình bị ai đó mắng mình, đánh mình, hoặc là ai đó đã thắng mình hay là cướp của mình, nếu như cứ ôm cái hiểm hận đấy ở trong lòng thì hận thù không bao giờ được nguôi. Ví dụ như là đã có ai đánh mình mà cách đây 20 năm rồi mình vẫn còn nhớ không? Mình vẫn còn nhớ mà vẫn còn muốn trả thù không? Bây giờ nhìn thấy người đấy vẫn muốn đánh lại, vẫn muốn chửi. Đấy là mình đang ôm ấp hiểm hận ở trong lòng. Thì suốt 20 năm rồi mà ôm cái hiểm hận ở trong lòng, nó có an vui không? Không hề an vui chút nào. Phải. Mỗi khi mà gặp lại cái người đấy thì mình cảm thấy nó có vui không? Không hề an vui. Đấy, thì bây giờ hãy buông xả được cái sân hận đấy đi, thì an vui sẽ đến ngay tức thì. Dù cái người ta có đánh mắng mình, thắng cướp của mình, nhưng không ôm hiểm hận đấy, buông bỏ cái hiểm hận đấy đi, thì hận thù đấy sẽ hết và vẫn có thể trở thành những người bạn tốt của nhau được. Còn nếu như mình cứ ôm hiểm hận ở trong lòng thì cái oán hận càng ngày nó sẽ càng lớn lên. Thì bây giờ mình từ trước giờ mình đã từng đánh ai, đã mắng ai chưa, đã có gây oan trái với ai chưa? Nếu bây giờ mình nghĩ rằng có một người nào đó người ta đã hận thù mình 10 năm, 20 năm rồi, mình có cảm thấy vui không? Mình có muốn được người ta tha thứ cho mình không?
mình cũng muốn là người đó hãy bỏ qua cho mình. Có thể lúc ấy do mình vì một cái tâm ô nhiễm bất thiện nó khởi lên và mình không kiềm chế được. Có thể mình đã vô cớ mắng người khác, hoặc là mình đã sân hận nên mình đã đánh người ta, nhưng mà có thể người ta vẫn đang ôm ấp cái hiềm hận đấy ở trong lòng. Thì bây giờ mình cũng không muốn ai là hợp hiềm hận mình, mình không muốn ai hận thù mình. Thế giờ cũng như vậy, mình cũng phải buông bỏ được cái hiềm hận với người khác, thì người khác sẽ bỏ được cái hiềm hận với mình. Thế bây giờ làm sao để bỏ được hiềm hận? Khi mà vì một khi mà cái người đó đã gây đã đánh mắng mình, thì mình sẽ ghét người đấy và mình sẽ luôn luôn nghĩ về những cái điều xấu mà người đó đã làm. Mình luôn luôn nghĩ về những cái điều đó là xấu, mình luôn luôn nghĩ rằng người đó là người xấu, và không bao giờ nghĩ đến cái điều tốt của người đó. Vì vậy cho nên khi nói đến người đó mình sẽ nói xấu người ta, thì cái tâm của mình chỉ để ý đến cái điều xấu người đó. Nhưng mà đến một ngày nào đó mình buông bỏ được cái hiềm hận oán hận với người đấy rồi, thì mình còn nghĩ đến cái điều xấu của người đấy đâu. Lúc đấy mình lại luôn 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 nhìn vào những cái điều tốt của người đấy và mình thích nói tốt về người đấy. Vậy thì nó toàn là do cái tâm hết. Cái tâm của mình nghĩ về những cái điều xấu thì mình sẽ thấy người đấy là xấu, mà mình nghĩ về những điều tốt của người ta thì mình sẽ thấy người đấy là tốt. Vậy thì cái người đấy có thuần xấu và có thuần tốt không? Không ai ở trên đời này là thuần xấu, mà cũng không ai trên đời là thuần tốt. Ai cũng có một chút xấu và ai cũng có một chút tốt. Thế bản thân mình có thuần tốt không? Và bản thân mình có thuần xấu không? Mình cũng có một chút xấu và một chút tốt phải không? Xấu cũng có, tốt cũng có. Nếu như bây giờ người khác người ta cứ nhìn vào cái xấu của mình thì họ sẽ làm sao? Họ sẽ ghét mình và đi nói xấu mình. Nếu như mà người ta cứ nhìn vào cái tốt của mình thì sao? Thì người ta sẽ quý mình và người ta nói tốt về mình. Thế thì tất cả mọi thứ ở trên đời như thế. Chỉ có một người mà thuần tốt, đó là ai biết không? Đúng thế. Chỉ có mỗi Đức Phật là thuần tốt, Đức Phật không có tí xấu nào. Ai mà nói xấu Đức Phật phải tội chết, chỉ có đoạn đi ngục, không có khác. Vì Đức Phật không có làm một cái điều to xấu nào hết. Còn lại tất cả những người còn là phàm phu thì có thuần tốt được không? Không có ai thuần tốt, ai cũng có xấu hết. Vậy thì bây giờ mình mà muốn cho cái tâm của mình nó không hiềm hận ai thì mình hãy nhìn vào cái tốt của người khác. Đừng nhìn vào cái xấu của người ta, nhìn vào cái tốt của người ta. Thì mình sẽ thấy người ta là tốt. Khi mình nói đến ai thì mình nói cái tốt mà họ đã làm, đừng nói đến cái xấu mà họ đã làm. Thì mình sẽ nói tốt về người khác. Khi mà mình mà nói tốt về người khác mà họ nghe được, họ biết là mình luôn luôn nghĩ tốt về họ, nói tốt về họ, thì họ có ghét mình không? Đúng thế, không ai người ta ghét mình. Cũng như thế, nếu bây giờ có ai đó luôn luôn khen ngợi mình, nói mình là người tốt, tán thán những cái việc tốt mình có ghét người đấy không? Không ghét người đấy. Thế thì ở trên đời nó là như vậy. Đấy. Thì nó chỉ là do cái tánh cách, do cái sự giáo dục của con người, do cái môi trường, do cái sự thân cận. Vì mình luôn luôn được thân cận với những người xấu, người ta hay đi nói xấu người khác, mình bị bắt trước, nó trở thành cái thói quen. Bây giờ cứ hay đi nhìn vào nỗi của người khác và nói xấu người khác, làm cho cái tâm của mình nó trở nên hiểm hận, sân hận. Còn nếu như mà thân cận những môi trường tốt, được tiếp thu những cái giáo pháp tốt, mình sẽ biết cách thay đổi cái tâm của mình, cái nhìn nhận của mình. Đó là không nhìn vào những cái lỗi lầm của người khác, mà luôn nhìn vào những cái mặt tốt của người khác, thì mình sẽ thấy mọi người đều là những cái người tốt, và mình sẽ tán thán những cái điều tốt của mọi người, bỏ qua những cái lỗi lầm của mọi người. Thì mình sẽ sống ở trên đời, mình sẽ không gây oan trái với ai, không hiềm hận với ai, không giận hờn với ai. Thì cái đời này mình không oan trái với ai thì đời sau mình sinh ra mình có kẻ thù không? Mình sẽ không có kẻ thù, mình không gây oan trái với ai, thì sinh ra ở nơi nào cũng là một cái nơi thanh bình, hòa hợp. Mọi người sẽ yêu quý nhau và sẽ không có cái sự oán giận và hiềm hận và làm hại nhau. Đấy là cái để đoạn trừ được cái sân hận. Hỏi đến câu pháp cú thứ 5 và thứ 6 này. Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai biết được, tranh luận được nắng êm. Thì bây giờ mà ai đó mà đánh nặng, mà người ta mà đánh nỡ, người ta đánh mắng mình đánh nặng người ta,
thì người ta lại tiếp tục đánh lại mình nữa, và cứ hai bên cứ tiếp tục cứ tiếp tục sát phạt hành hạ nhau như vậy, thì sẽ không bao giờ có hòa bình, không bao giờ có yên ổn, và lúc nào cũng có cái sự làm hại lẫn nhau. Thì bây giờ mình muốn cho cái hận thù này nó được dừng lại, thì đó là mình phải thay đổi lại. Mình phải thay đổi lại, một là mình phải nhường nhịn, hai là mình phải lấy ân báo oán. Trên đời có cái sự gọi lấy oán báo ân, thì cái điều đó là sẽ gây ra cái sự gây ra những cái khổ đau. Còn nếu mà lấy ân báo oán thì sẽ hết khổ đau. Có một cái câu chuyện nói rằng là có hai cái ngôi làng ở hai bên bờ sông. Hai cái ngôi làng này thì là đều trồng rau màu. Một cái người dân ở làng bên này, người dân làng bên kia, và giữa là con sông. Thế có một cái dân ở bên này thì người ta có những cái kỹ thuật chăm bón cây, cho nên là cái rau màu người ta rất là tốt. Cái làng bên kia vì không có kỹ thuật nên là làm cái rau nó rất là kém, cho nên là khởi cái tâm ganh tị, đêm kéo nhau sang phá hoại của người ta. Thế làng bên này về sau biết là cái làng bên kia nó phá hoại, nên cũng đêm cũng nửa sang phá hoại trở lại. Thế là hai bên cứ phá qua phá lại nhau như thế, cuối cùng cả hai làng đều đói, không có gì ăn. Thế là có một cái làng bên này về sau là có một cái vị hiền trí, người ta bảo là thôi bây giờ mình phải lấy, mình phải xóa bỏ cái hận thù này thì hai bên mới sống được. Thế là bây giờ mình sẽ đi sang, mình giúp cái làng bên kia người ta không biết làm ăn, mình sang đấy mình chăm bón cho, làm cho cái rau của nó tốt đi. Thế là những cái người dân bên này đêm mới đi sang chăm bón cho cái người bên kia, làm cho cái vườn rau màu tốt lên. Thế là cái người dân bên này thiết người ta không phá của mình mà người ta còn đang giúp mình. Thế là hai bên là trở thành bạn thân hòa hợp. Thế thì trong cái cuộc sống của mình cũng vậy. Ở trong những cái mình có những cái cuộc sống giữa nhà này với nhà khác, giữa người này với người khác cũng thế. Nếu như mình chỉ cần khởi lên một cái tâm ghen ghét với một cái người khác, người ta làm được việc gì mình phá người ta, rồi người ta sẽ phá lại mình. Hoặc là mình làm một cái việc gì đó tốt hơn họ, họ ghen tị, họ khó chịu, họ chống phá mình, nhưng mà rồi mình lại đi chống phá lại. Hai bên cứ phá hoại nhau, cuối cùng cả hai bên đều sụp đổ. Vì thế cho nên là vậy thì bây giờ mình làm một cái việc gì tốt mà người ta không làm được, mình sẽ giúp cho cái người ta. Hoặc là người ta khó chịu ganh ghét với mình thì mình phải giúp cho người ta cũng đạt được như mình, thì cái oan trái nó mới không có bị chất chồng. Còn nếu mà không thì cái oan trái nó cứ chất chồng. Đấy là nếu mà cứ lấy hận thù diệt hận thù thì không bao giờ nó dừng lại, mà cả hai bên đều bị tiêu diệt. Và vậy cho nên là cần phải lấy ân báo oan. Dù cái người khác người ta càng ghét mình thì mình càng phải càng phải đối xử tốt với họ thì họ sẽ không ghét nữa. Ví dụ như là bây giờ đó có ai đó mà rất là oán ghét mình, thế thì mình hay làm một cái món quà sang tặng họ, mai họ không ghét đâu, đảm bảo họ sẽ không ghét đâu. Đấy là chuyển từ cái oán thành ơn, chuyển từ cái thù thành bạn, nó rất là đơn giản như thế thôi. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai biết được, tranh luận được nắng êm. Thì cái người nào mà không có trí tuệ, tức là cái người không có cái sự hiểu biết, cho nên luôn luôn nghĩ rằng mình là cái người đang bị hại, mình là cái người khác là cái người đang làm hại mình, và mình luôn luôn oán giận cái người đã làm hại mình đấy. Nếu như càng nghĩ như vậy và mình luôn luôn bảo vệ cái lý của mình, và cứ hai bên sẽ chống trái nhau, cho đến một lúc nào đó mình dùng cái trí tuệ để mình dứt bỏ được cái hiểm hận đấy đi, thì cái mình với người khác, tức là ai cũng cho rằng mình là đúng, tức là cả hai bên, khi mà hai bên đang cãi nhau và hai bên tranh chấp nhau, hai bên đấu đá nhau, thì ai cũng sẽ cho mình là đúng hết. Và cứ lúc nào mình cũng cả hai bên đều cho mình là đúng thì không bao giờ có cái sự hòa hợp được. Và chỉ có một cái lúc nào đó có được một cái sự hòa giải, một cái người có trí tuệ thì mình có thể quan sát bằng cái nhân quả hay là bằng cái tính nhân duyên. Ví dụ như mình quán là giữa mình với người khác cũng từ là bà con thân thuộc với nhau, cho nên là mình có thể nhường nhịn nhau. Có thể là kiếp này không phải bà con, nhưng nhiều đời nhiều kiếp trước từng là bà con, thì bây giờ mình phải quán nhé.
có cái người có trí tuệ, dùng cái trí tuệ để quán. Có thể những cái người mà mình đang oán ghét đấy, trước kia từng là bà con, cha mẹ, anh em với mình, thì mình sẽ không oán hận người đó nữa. Hoặc là mình có thể quán về cái nhân quả, có thể trước kia mình đã làm hại người, cho nên bây giờ người ta làm hại lại mình, thì bây giờ mình trả cái nợ đấy đi. Đó là mình nhường nhịn và mình không có tranh chấp trở lại nữa. Thì do cái trí tuệ quán xét và hiểu biết như vậy thì mình không có tranh chấp và không có oán hận nữa, thì cái lúc đấy những cái hiểm hận đấy mới dừng lại. Đấy là những cái có cái trí tuệ tu tập như vậy thì hận thù sẽ không có khởi lên. Ngoài ra còn những cái câu sau thì đến các cái buổi tu tập sau thì tôi sẽ giảng tiếp ha. Bây giờ hết giờ đấy, rồi mọi người nghỉ tại nào ở đây nhá, để tí thầy chuẩn lên cho tu tập tiếp ha, về học pháp và pháp cú đi, buổi sau tu tập thì tôi sẽ giảng tiếp pháp cú ha.